Nam Cường cũng như ca sĩ Nguyễn Phi Hùng xin gửi lời chào tới các cô chú anh chị, đặc biệt là các bạn thanh niên công nhân tại tỉnh Long An. Quý vị và các bạn thân mến, với mong muốn đem lại một làn gió mới, một sân chơi thiết thực đến với các thanh niên công nhân, thì trong nhiều năm qua, chương trình Tuần Lễ Xanh đã được đón nhận thật nhiều những tình cảm từ phía bà con lao động ở trên khắp mọi miền đất nước. Và lần này, với sự cấp phép của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công Thương tỉnh Long An, chương trình Tuần Lễ Xanh đồng hành cùng thanh niên công nhân do Công ty Du lịch và Sự kiện Ánh Dương phối hợp cùng với Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Long An tổ chức dưới sự hỗ trợ của Tập đoàn Đồng Tâm Group và Tập đoàn Trần Anh Group tỉnh Long An. Và chương trình sẽ được diễn ra vào ngày 23 tháng 7 đến ngày 29 tháng 7 năm 2019. Và các bạn sẽ được vào cổng tự do tại khu đô thị La Villa Green City. Và tới đây thì các bạn sẽ được trải nghiệm những tiện ích của khu đô thị, như là được các bạn có thể được tắm miễn phí này và được tham quan những khu nhạc nước và lần đầu tiên có ở tại Tân An. Bên cạnh đó thì nếu các bạn có nhu cầu về muốn mua cho mình một căn hộ thì các bạn có thể đi tham quan và sẽ được tặng những món quà rất là đặc biệt. Chương trình Tuần Lễ Xanh đồng hành cùng thanh niên công nhân lần này đặc biệt còn có các cuộc thi dành cho các bạn công nhân, như là hội thi tiếng hát công nhân do tỉnh đoàn Long An phối hợp cùng với Liên đoàn Lao động tổ chức. Cuộc thi lần này sẽ được ban tổ chức tuyển chọn vòng loại ở các huyện Cần Giuộc, Đức Hòa, và đêm chung kết xếp hạng sẽ được tổ chức tại Tuần Lễ Xanh. Vâng, rất là hấp dẫn phải không nào? Ngoài ra thì chúng ta còn có cuộc thi về ẩm thực, đó chính là Món Ngon Quê Em do thanh niên thành phố Tân An tổ chức. Đây là dịp để các bạn có thể thể hiện những kỹ năng, những tài năng về nấu nướng của mình. Với đôi bàn tay khéo léo thì có thể chế biến ra những món ăn rất là ngon, đầy chất dinh dưỡng để thuyết phục ban giám khảo là những đầu bếp rất là nổi tiếng đến từ thành phố Hồ Chí Minh, như nghệ nhân ẩm thực Bùi Thị Sương. Cô sẽ có mặt để tư vấn thêm cho các bạn về những kiến thức ẩm thực của Việt Nam mình. Và các bạn thanh niên mà yêu thích thể thao thì còn có thêm, đó là giải giao lưu bóng đá do thanh niên thành phố Tân An tổ chức. Bên cạnh đó thì mình còn có chương trình ca nhạc nữa phải không anh? Đương nhiên rồi. Với lần này thì sẽ những ngôi sao nào xuất hiện? Đương nhiên là hai anh em mình lúc nào phải có mặt rồi. Đúng rồi, hai anh em mình là lúc nào cũng đồng hành với công nhân và thanh niên đúng không? Dạ. Và bên cạnh đó thì còn có thêm những ca sĩ mà các bạn yêu thích, như là ca sĩ Lâm Hùng, ca sĩ Hồ Việt Trung cùng hai bé Quỳnh Nhi, Quốc Linh, quán quân tuyệt đỉnh song ca năm 2019. Và kỳ này thì Nam Cường còn mang đến một người bạn nhỏ của Cường nữa, đó chính là một cậu học trò rất là dễ thương trong chương trình Thử Tài Siêu Nhí 2019 mà Nam Cường đang ngồi ở ghế huấn luyện viên, đó chính là bé Quốc Vượng. Và nếu các bạn yêu thích dòng nhạc bolero thì các bạn sẽ được gặp gỡ những ca sĩ mà các bạn yêu thích, như là Dương Hồng Loan, ca sĩ Mạnh Đồng, rồi ca sĩ Huỳnh Thật và người kể chuyện tình Hà Thúy Anh. Bên cạnh những ca sĩ thì chúng ta cũng có nhóm nhạc V-Music này, ca sĩ Sa Băng, ca sĩ Tuấn KC và các nhóm hài đang được yêu thích hiện nay. Nếu các bạn đã từng yêu thích những bộ phim và những diễn viên mà để lại trong lòng tất cả mọi người nhiều tình cảm. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ chứng kiến được tài năng của những diễn viên mà các bạn yêu thích, như là nghệ sĩ ưu tú Trương Minh Quốc Thái, diễn viên điện ảnh Thanh Thức, diễn viên điện ảnh Kali, và không thể thiếu đó là sự dẫn dắt của những MC như là Bá Niên, Ngọc Tiên và chú Hề Si Đô Hải. Ngoài các nội dung chương trình vui chơi giải trí hàng đêm ra thì Tuần Lễ Xanh còn có hơn 100 gian hàng thương mại ẩm thực đặc sắc phong phú cho bà con có thể đến mua sắm nè, những hàng tiêu dùng trang sức và đặc biệt là mỹ phẩm làm đẹp nữa. Bên cạnh các hoạt động vui chơi giải trí thì chương trình Tuần Lễ Xanh còn hỗ trợ các phần quà bằng tiền mặt cho các gia đình khó khăn, những công nhân bị tai nạn lao động hay học sinh nghèo hiếu học. Còn chần chờ gì nữa, các bạn hãy đến với Tuần Lễ Xanh bắt đầu từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 29 tháng 7 năm 2019 sẽ được tổ chức tại khu đô thị La Villa Green City, đường nội bộ số 8, phường 6, thành phố Tân An, Long An. Các bạn sẽ đến đây và chúng ta sẽ được trải nghiệm những tiện ích tuyệt vời và vào cổng miễn phí. Chắc chắn rồi. Chương trình Tuần Lễ Xanh đồng hành cùng thanh niên công nhân do Công ty Du lịch và Sự kiện Ánh Dương phối hợp cùng với Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Long An dưới sự tài trợ của Tập đoàn Đồng Tâm Group và Tập đoàn Trần Anh Group tại tỉnh Long An. Vị trí thuận lợi, sạch đẹp, chương trình phong phú hấp dẫn, hứa hẹn sẽ là một sân chơi hoàn toàn mới, sôi nổi, đặc sắc và đang chờ đón tất cả bà con cũng như các bạn thanh niên công nhân ở tại Long An nhé. Hẹn gặp lại các bạn tại Tuần Lễ Xanh đồng hành cùng thanh niên công nhân.